trong vô vàn ngư cụ dùng để đánh bắt tôm, cá. Trước đó dùng để khai thác các loài thủy sản ở nơi có dòng chảy nhỏ. Đó không đi một mình mà phải có hai chiếc hom và một chiếc chúng đi kèm. Đó được đan bằng nứa, hở ở phần miệng và chít lại ở phần đuôi. Đó được khoét thủng hai bên rồi đặt hom vào trong theo chiều một ngược một xuôi. Chúng thân dài đặt ở đầu đó. Với cấu tạo như vậy, tôm, cá khi chui vào trong sẽ không thể nào bơi thoát ra ngoài được. Đó độc đáo và cách đánh bắt đơn giản, nên từ bao đời nay nó vẫn được người nông dân sử dụng dù cho có rất nhiều phương tiện đánh bắt khác ra đời. Sản xuất ra cái đó này nhằm mục đích tức là bắt tôm và tép, tức là mỗi khi là cái đó xong khi cắt ra hom luồn vào thì là cái xuôi và cái ngược thì là lồng vào cái đó này thì đặt theo cái bờ, khi mà bờ dài hay ngắn là đều phải hai bên vi cho nhẵn thì mới bắt được tôm cá. Thế sau khi là đặt hom vào đó rồi thì chúm thì cho vào cổ đó. Đấy. Sau đó phải đè. Cái đất này không là nước chảy là bị trôi. Khi mùa nắng thì phải lấy cái ná là phải đậy lên trên này, không cá tôm cá là không bị chết, nó có độ dâm mát. Đấy. Thế là thành thân xong một cái cây đó. Người ta thường mang đó tới các sông, suối, bờ ruộng và đặt ngược với dòng chảy của nước để bắt cá. Trước đây, thông thường cứ vào tháng 5, tháng 6 nước lên, đó được sử dụng phổ biến. Hầu như nhà nào cũng đặt đó với mong muốn cải thiện bữa cơm của gia đình. Trước khi mà nước thăng bằng không chảy thì để chiều nào cũng được. Mà khi nước chảy thì là phải mang cái chúm, phải mang về cái đằng nước chảy. Không thì khi vít cái của cái chúm là tôm không bắt được. Đấy. Và chúng tôi quê nhà là bất kể các loại cái đó này thì sâu hay lông là đều bắt được tôm cá, nhưng mà bè căn bản là phải bè cờ bờ được kín thì nó bắt được, có để thủng hở ra thì nó không bao giờ nó vào đó. Cá rô, cá quả, cá diếc và tôm và tép đều bắt được cả. À, cái loại dưới một cân do là trên một cân thì không bắt nó. Thường là riêng các cái bờ ruộng, bờ cừ ấy thì có nước chảy hoặc là các cái thùng vũng mà cá nó dồn về. Ví dụ như là sau khi mà người ta chạy máy nòng thì cá nó dồn vào các cái bờ thì chuyển các cái bờ xuống cừ thì người ta đặt cái đó ở đấy để bắt các cái con tôm con tép đó. Người dân ngày nay hầu như không biết xuất xứ chiếc đó được cha ông tạo ra như thế nào, nhưng lại thuộc cách tạo ra chúng lẫn cách sử dụng từ khi còn rất bé. Bởi cuộc sống vốn sớm hôm gắn bó với ruộng đồng lại thiếu thốn, nên người xưa đã biết tận dụng những vật liệu thân thuộc với làng quê cũng như những kinh nghiệm hiểu biết về tự nhiên để sáng tạo ra những vật dụng phục vụ thiết thực cho đời sống hàng ngày. Cái này thì bố mẹ tôi, các cụ đẻ ra thì coi như là gia truyền rồi. Từ xưa đến nay thì là bố thì bảo con coi nhớ lên thì là chỉ có cái nghề đan cái đó, cái giỏ. Nghề đan đó ở các thôn Tất Viên, Nội Lăng thuộc xã Thủ Sĩ, tỉnh Hưng Yên có từ rất lâu đời. Vào những ngày nông nhàn, những người dân nơi đây lại bắt tay vào đan lát. Ở miền quê này, từ trẻ nhỏ tới người già đều thân thuộc với công việc đan đó, đan giọ. Bởi ai sinh ra tại đây cũng lớn lên với hình ảnh gần gũi như thế này. Làng chúng tôi là
nghèo, thế mà nàng này là không có đất công điền, chỉ tư điền thôi, thì có nghề còn ít ruộng lắm. Về sau cải cách đi thì mới có cái ruộng đất nhiều của các thôn khác phải chia sang. Tôi thở bé là tôi biết tôi nằm ở váy mẹ tôi thì mở mắt ra xong tôi ọ vẹ, dần dần tôi biết là mẹ tôi đan cái đó này. Cái nghề này nuôi sống được những gia đình nghèo. Ở những làng quê như thôn Tất Viên đây, những ngày nhàn rỗi, một nhà đan đó là có khi cả xóm sang mỗi người góp một chân, một tay. Người trẻ nan, vuốt nan, người đan lát, người pha trà, người góp chuyện. Những chiếc đó nhờ thế mà chẳng mấy chốc được hoàn thành nhanh chóng. Đó được làm bằng cây nứa, trẻ ra vuốt thành hai loại khác nhau, một loại để làm nan, một loại nhỏ hơn để vấn. Những bó nan sau khi được trẻ buộc gọn gàng thành từng bó, người đan cứ thế rút ra dùng. Đan xong thì chung quanh cũng gọn gàng, sạch sẽ. Cái nghề này là các cụ ngày trước là gọi làm nghề, những cái mẹo các cụ rất giỏi. Cung đoạn con nó là trẻ nan này, xong cái vòng này vấn này, thế là hai cung đoạn này, xong đan này, cung đoạn thứ ba. Ba cung đoạn mới xong. Thế thì còn đến người dùng thì là mổ bên này ra, thế là con cá mà nó đi ngược cũng mắc. Con cá đi xuôi cũng mắc con tôm. Thế con tôm thì lại nắp cái chuốm này, thì có cái nỗi nhỏ nhỏ này, con này hãi chết thì neo ngược lên thì cũng lại bị. Nghe này khó mình lắm. Những người lớn tuổi như ông Tại ở thôn này, cả cuộc đời đã chứng kiến sự thay đổi của làng quê mình và của cả nghề đan đó. Trong trí nhớ của ông, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này không chỉ mang lại những bữa ăn dễ chịu hơn, mà còn cả những ký ức không thể nào quên. Đó là những kinh nghiệm của các bà, các mẹ đan đó trong những ngày nghèo khó, thiếu thốn. Các cụ ngồi trước là để thắp cái hương này, xong rồi đan xoay là vậy là đan giỏi thế. Thế rồi thời bây giờ có điện không, có người ta còn đan sang trăng, mà đan sang trăng còn là nam nữ còn hát đúng với nhau. Quê em có nghiệp mà có nghiệp, có nghề đan đó, có nghề bẻ ho. Anh ơi muốn cho chữ tình nghĩa vẹn tròn thì anh sẽ về ở với em trọn đời. Trước khi hát đi. Đúng rồi, hay quá. Phần... Ở Thủ Sĩ, đặc biệt là hai thôn Tất Viên và Nội Lăng, trước đây hầu như nhà nào cũng đan đó, rồi mang sang các tỉnh lân cận để bán. Trong gia đình, người người cùng đan đó, lấy số lượng làm lãi, nên dù giá bán của mỗi chiếc không cao, song cuộc sống của người dân vẫn ít nhiều được cải thiện. Đặc biệt, đây là công việc nhẹ nhàng, không phải bươn chải nắng mưa. Từ trẻ tới già đều làm và có thể làm bất cứ khi nào nhàn rỗi. Nên có những khoảng thời gian tùy mai một, nhưng cuối cùng thì nghề đan đó vẫn tiếp tục tồn tại. Ngày nay, có những gia đình không còn đan đó, nhưng đứng ra thu mua của các hộ rồi vận chuyển qua các tỉnh lân cận. Mỗi lần đến ngày chuyển hàng, hình ảnh những chiếc xe chở đầy đó thong dong trên phố không khỏi khiến mọi người phải ngoái nhìn bởi sự độc đáo của nó.
Nhà tôi làm từ lâu năm lắm rồi, từ đời ông, đời cha và đến giờ đời tôi và đời các con chúng tôi nữa. Cái nghề này là để phục vụ coi như thế là đời sống của nhân dân, để cải thiện thức ăn hàng ngày mà để dùng, để đơm, để kiếm thức ăn. Quê tôi ở đây là trước đây là ở vùng Chiêm Trũng. Thế thì cái nghề này là nó có từ rất lâu đời rồi, từ bao giờ thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà khi là cứ chúng tôi lớn lên thì đã thấy là có cái làng nghề này rồi. Và trước đây thì trẻ em là cứ lớn 7-8 tuổi là bắt đầu đã thực hành cái đàn đó được. Thế thì cái do cái vùng Chiêm Trũng thế thì các cụ không biết là các cụ là tự phát sinh ra nghề hoặc là đưa ở đâu về, nhưng mà có từ lâu lắm rồi thì dùng cái nghề đó để đan cái đó là này, thì để bắt tôm cua cá để phục vụ. Từ cái chỗ phục vụ ở quê hương này thì dần dần mọi nơi cũng dùng cái đó này để bắt cá. Thì từ do như vậy cho nên là cái đó ở làng tôi là nó đi mọi miền của xung quanh các cái tỉnh lân cận này, ví dụ như là Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang thì đều có cái đó ở quê tôi.